mà bất kỳ một gian hàng tiểu thương nào không cho quý vị ngồi tại khu vực đó và bắt quý vị phải là mua của gian hàng đó mới được ngồi khu vực đó, quý vị cũng liên hệ trực tiếp tại sân khấu Gánh Hát Lô Tô Hương Nam để được giải quyết. Và với 30.000 đồng quý vị ngồi một cái ghế, mình nhận về một cái phiếu đó là 25.000, thì tính ra mỗi cái ghế chỉ có 5.000 thôi. Và 5.000 đồng này sẽ, cái ghế đó của quý vị sẽ kéo dài từ 18:30 tới khi nào chương trình kết thúc thì thôi, sẽ không có trường hợp thu tiền ghế lại lần thứ hai. Cho dù quý vị giải lao, quý vị đi xung quanh rồi, quý vị bỏ cái ghế đó đi xung quanh, thì sau khi giải lao quý vị tới cái ghế đó vẫn giữ cái phiếu và ngồi vô ghế đó, không bị thu tiền lại một lần nào nữa. Và nếu có xảy ra những cái trường hợp như là thu lại một lần nữa hoặc là tiểu thương không cho quý vị ngồi khu vực đó, liên hệ trực tiếp tại sân khấu Gánh Hát Lô Tô Hương Nam để được giải quyết, hoặc là phòng của ban quản lý thưa quý vị nha, để chúng ta tạo nên một cái chợ đêm Đầm Sen Quê thật là tuyệt vời. Số gì đây?
số gì ra, số gì đây, nói mấy gì đi, con số gì đây, mấy gì đây, số gì đây, nói cung cấp chưa cung định, bao nhân quy bao phi tầng, dành làm gì các tròn đại can, chứ dành làm gì một nhất một quyền quyền 30, còn 30, còn 30, còn 30, còn 30, còn 30, số ra con mấy con số gì ra, số gì đây, con số gì đây, số gì ra. Vậy chúng ta hoang dùi xe ghế đi, chết tình trạng trong sổ mình còn có lá ghế để mình dò lạch. Và một lần nữa chúng ta hoang dùi xe ghế ạ. Rồi chúng ta là khử khuẩn dân vùng luôn nè. Rồi mời em lên đây ạ. Quay dùm là chế tiếp. Dạ chứ. Rồi à, cho Phụng mà khử khuẩn một chút. Dạ cái gì, dòng loại kế tiếp là dòng loại 20.000 đồng để phục vụ. Vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng em bắt đầu. Giờ số thưa quý vị, quên phải dòng loại 298. Dạ đúng, dòng loại 56 thì kêu ra, 56 thì kêu qua, có nhất lầu 31, 31 có nhị lầu 16, 16 có tam lầu. Và số 3, số 3 lọt lâu. Vâng, 56, 31, 16 và số 3 đủ 4 số hàng ngang. Rồi bây giờ Phụng sẽ trao tập phẩm ra bên ngoài nha. Rồi anh ta sẽ nhận được phong bao lì xì 1 triệu đồng và một voucher đến từ hệ thống nhà khoa Sài Gòn Tâm Đức. Vâng, và một cái con gấu bông, một cái cạp của Su Su 69. Phụng cảm ơn anh nha. Vâng, kính thưa quý vị nha. Anh chị đọc giả không? Anh có đọc giả không? Có ông lên đây ạ. Rồi mời anh áo đen vô đây luôn lại luôn nha. Dạ, anh áo đen. Lên đây, có đọc giả không? Mình lên cho em đi. Anh Dung nào? Trời ơi, anh này thiếu JBD, chút nữa đi. Chúng ta không có, chúng ta đòi dò lại, không sao đâu ạ. Rồi, lên đây xin. Dạ, dạ chưa. Cho em làm cái số nữa được. Số 3, có chưa? Có chưa? Số 3 rồi. Có chưa? Số 3 có rồi, có rồi. Chị ơi, anh chị gì ơi, đến đây em dò cho nè. Chị ơi, lên đây, lên đây, lên đây. Em dò cho. Để coi có đọc giải không? Rồi. Rồi, đúng không? Đây, để em dò cho. Sư con. Rồi, cho em kiểm tra la vẽ. Cứ thưa quý vị, dòng loại 716 đúng rồi. Số 3, số 3 có 1. 16, 16 có 2. 31, 31 có 3. Và 56, 56 hợp lệ. Cứ thưa quý vị, hai chủ nhân may mắn đọc giải dòng loại này hoàn toàn hợp lệ thưa quý vị nha. Cho em xin lại bao lì xì. Bây giờ cái bao lì xì sẽ được chia đều cho hai chủ nhân may mắn, mỗi người nhận phong bao lì xì 500.000 đồng thưa quý vị. Đó, để ai cũng sẽ có quà trong buổi tối đêm nay. Rồi. Rồi bên kia luôn rồi. Dạ em cảm ơn các anh rất là nhiều. Cái gì mà gấp quá vậy nè, còn rớt tùm lum nè. Trời rồi. Ơi. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với những giây phút nghỉ giải lao chuyện giờ để quý vị có thể đi tham quan, mua sắm, vui chơi và giải trí. Thưa quý vị, khi mà tới tại Đầm Sen Quê, quý vị phải ngồi một cái ghế là tốn 30.000 đồng. Thì với 30.000 đồng này, quý vị sẽ được tặng là một cái phiếu, đó là 25.000 để quý vị đi ăn uống. Nếu có bất kỳ một trường hợp nào lấy của quý vị 30.000 không đưa cái phiếu ăn uống 25.000 cho quý vị liên hệ trực tiếp sân khấu Khánh Hát Lô Tô Hương Nam là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai đó là nếu có xảy ra trường hợp, đó là cái phiếu của quý vị mà cái quý vị chọn một cái chỗ ngồi á, mà bất kỳ một gian hàng tiểu thương nào không cho quý vị ngồi tại khu vực đó và bắt quý vị phải là mua của gian hàng đó mới được ngồi khu vực đó, quý vị cũng liên hệ trực tiếp tại sân khấu Gánh Hát Lô Tô Hương Nam để được giải quyết. Và với 30.000 đồng quý vị ngồi một cái ghế, mình nhận về một cái phiếu đó là 25.000, thì tính ra mỗi cái ghế chỉ có 5.000 thôi. Và 5.000 đồng này sẽ, cái ghế đó của quý vị sẽ kéo dài từ 18:30 tới khi nào chương trình kết thúc thì thôi, sẽ không có trường hợp thu tiền ghế lại lần thứ hai. Cho dù quý vị giải lao, quý vị đi xung quanh rồi, quý vị bỏ cái ghế đó đi xung quanh, thì sau khi giải lao quý vị tới cái ghế đó vẫn giữ cái phiếu và ngồi vô ghế đó, không bị thu tiền lại một lần nào nữa. Và nếu có xảy ra những cái trường hợp như là thu lại một lần nữa, hoặc là tiểu thương không cho quý vị ngồi khu vực đó, liên hệ trực tiếp tại sân khấu Khánh Hát Lô Tô Hương Nam để được giải quyết, hoặc là phòng của ban quản lý thưa quý vị nha, để chúng ta tạo nên một cái chợ đêm Đầm Sen Quê thật là tuyệt vời để phục vụ cho tất cả quý vị. Và thay mặt Khánh Hát Lô Tô Hương Nam cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với những giây phút nghỉ giải lao giữa giờ.